Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ biến thành quái vật người trong Zone Normally. Chuyện kinh tởm gì đã xảy ra? Tại sao mình lại biến đổi kinh hoàng như thế? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Ông à, lượng khách cửa hàng của chúng ta tăng đột biến. Hôm nay có lẽ số lượng thịt sẽ không đủ. Ông mau tiếp tục vào rừng đi săn kiếm thêm đi. Cái gì chứ? Mới đi săn hồi sáng về xong, bây giờ lại không đủ thịt nữa à? Thì tôi có muốn như vậy đâu. Ông mau đi đi. Khách hàng lần này rất thích ăn tay gấu. Ông kiếm mấy con gấu, săn bọn chúng về đây, càng nhiều càng tốt. Chết tiệt thật, không biết bao giờ mới tận hưởng được giây phút nhàn rỗi sung sướng nữa. Ông đừng có than vãn nữa, đi lẹ đi. Vài bữa nữa rảnh rỗi tôi cho ông tiền uống rượu với ngắm gái cho nó đã. Được. Hào án. Vâng, như các bạn thấy đó, ban đầu tôi là một người đàn ông bình thường. Công việc của tôi là một gã đồ tể, chuyên săn bắt thú rừng, mổ thịt thú rừng cho mụ vợ của tôi bán cho khách. Nhưng hôm nay khách tăng đột biến, bắt buộc tôi phải lên rừng lần thứ hai. Kìa, tôi phát hiện một bầy gấu. Hay lắm, đúng lúc gặp những thứ mà tôi cần. Tôi phải mổ đầu bọn chúng, lấy mặt bọn chúng, chặt tay chặt chân bọn chúng để bán cho khách. Lần này giàu to rồi. Mặc dù thường ngày tôi chỉ thích ăn với ngủ, tướng của tôi không khác gì một con lợn cả, nhưng mỗi lần đi săn, nhìn thấy lũ động vật con mồi của tôi đứng run rẩy, tôi rất là phấn khích. Tôi không thể nào kiềm chế được cái cảm giác đó, liền lao tới chặt và chém bọn chúng. Máu của bọn chúng văng tung té, khiến cho tôi càng thêm sung sướng. Thiệt là đã. Chết đi. Nhìn thấy lũ gấu từng con ngã gục trước cái rìu của tôi, tôi cảm thấy giống như là tiền từ trên trời rớt xuống vậy. Thiệt là hạnh phúc. Được rồi, săn hết lũ gấu ở đây, tôi sẽ tiếp tục đi săn những động vật khác. Thì bất cứ con gì tôi sẽ chặt con đó. Ê, dừng lại, tên đồ tể con người xấu xa kia. Hả, cái gì thế này? Một con cá có thể bơi trên cạn và biết nói chuyện à? Không thể nào. Hả, đúng rồi, ta phải bắt được mày. Chắc chắn thịt của mày sẽ rất đặc biệt. À không, tao không mổ mày. Tao sẽ bán mày cho những tên nhà nghiên cứu, chắc chắn sẽ được một khoản tiền khổng lồ. Lúc đó tao sẽ giàu có, tao sẽ cưới thêm nhiều em vợ xinh đẹp. Mẹ kiếp, đúng là một tên ác nhân hết thuốc chữa. Ta vô tình bay ngang qua đây thì thấy những hành động độc ác của ngươi. Ta định khuyên ngươi quay đầu, nhưng chắc có lẽ lời nói của ta sẽ dư thừa rồi. Cái gì? Mày khuyên tao quay đầu à? Lũ động vật chúng mày dù có tiến hóa bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ là những thứ rác rưởi phục vụ và trở thành thức ăn của loài người bọn tao thôi. Hãy chịu chết đi, con cá dĩ hộp kia. Hả? Nếu giết ngươi thì quá dễ dàng. Ta sẽ biến ngươi thành một thứ kinh tởm. Đến khi nào ngươi biết yêu thương động vật, ta sẽ trả lại hình dáng cũ cho ngươi. Mẹ kiếp, cái lão già đó, trời sắp tối rồi mà còn chưa đem thịt về nữa. Thường ngày lão ta đi săn 3-4 tiếng là cùng, sao hôm nay đi cả 6-7 tiếng rồi mà chú chẳng thấy đâu. Chết tiệt, không lẽ lão ta làm biến, đi uống rượu rồi đi chọc cái hay sao? Bà ơi, tôi về rồi, tôi lạnh quá, tôi đói quá, tôi khát nữa. Cuối cùng cũng chịu mở mắt về rồi hay sao? Lão già kia, lão có biết khách đã đông lắm không? Mà tôi không còn gì để nấu cả. Kêu lão đi săn, lão đi đâu thế này? Chết tiệt, gì thế kia? Hình như không phải là lão già nhà mình. Bà ơi, là tôi đây, tôi đi săn về rồi đây. Tôi lạnh quá, đói quá, khát quá. Bà cho tôi thứ gì đó để ăn uống đi. Nè, mẹ kiếp mày, cái thứ gớm kiếp này, mày ở đâu xuất hiện rồi bảo là chồng tao à? Chết tiệt, mày còn tiến gần bước được, tao đập cho mày chết bây giờ. Bố già đáng ghét. Hả, mày thách tao à? Tại sao bố không tin lời của ta nói? Ta là chồng bố đây, ta đói quá, ta khát quá. Chết tiệt, ta sẽ giết chết bố. Không,
ta đã giết và ăn thịt vợ của ta. Tự quái vật cá kia, hãy trả ta lại cho ta. Ta không muốn như thế này nữa đâu. Chỉ mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua thôi, tôi đã từ một con người biến thành thứ quái dị kinh tởm này. Thậm chí tôi đã ăn luôn thịt của vợ tôi, khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi quay lại rừng để tìm kiếm thứ cá kỳ dị đó. Mong đó đưa tôi trở lại làm người. Trên đường đi, tôi nhìn thấy rất nhiều sinh vật, động vật đang gặp nạn. Tôi chợt nhớ ra những lời cuối cùng của con cá kỳ dị đó nói với tôi. Chỉ cần tôi giúp đỡ và bảo vệ những loài động vật, thực vật khác, thì nó sẽ cho tôi lại như ban đầu. Thế là không còn cách nào khác, tôi cũng bay vào và giúp đỡ những sinh vật khác. Đặc biệt nhất, tôi nhìn thấy một bầy sư tử đã bị một thứ gì đó cắn xé. Tôi liều mạng lao tới chống lại thứ đó để bảo vệ bầy sư tử. Thứ quái vật to lớn kìa, bọn ta sẽ liều mạng với ngươi. Lại xuất hiện thêm một tên con người dị hợm nữa kìa. Các ngươi cứ yên tâm, ta tới đây là để giúp các ngươi mà thôi. Chết tiệt, tại sao ngươi lại giúp bọn ta? Không lẽ ngươi tới đây định bắt cóc sư tử con dê sơm sư tử bà già? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không phải như vậy đâu. Ta liều cái mạng này chỉ để giúp các ngươi chuộc lại lỗi lầm hôm qua của ta mà thôi. Là sao chứ? Bọn ta không hiểu gì cả. Nhưng mà bọn ta hiểu. Ngươi thay đổi nhanh lắm đó, tên đồ tể kia. Là ngươi, đúng là ngươi rồi. Làm ơn biến ta thành con người bình thường đi. Ta muốn chết một cách nguyên vẹn. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Trông các ngươi thật quái lạ. Nhưng các ngươi sai tên con người này giúp đỡ bọn ta đúng không? Không sai. Bọn ta là những quái vật Junomaly. Bọn ta bay khắp mọi nơi bảo vệ những động vật trong thiên nhiên. Tên con người này trước đây là một ác nhân đồ tể, chuyên săn bắt những động vật tàn nhẫn. Bọn ta đã biến hắn thành ra thế này và ép hắn phải bảo vệ những động vật khác. Có lẽ bây giờ hắn đã nhận ra bài học của mình. Tôi xin lỗi. Tôi đang bị như vậy. Được rồi, tôi không cầu mong các người biến tôi lại thành người. Nhưng trước khi tôi nhắm mắt, làm ơn hãy tiếp tục bảo vệ những động vật này. Đừng cho ai làm hại bọn chúng. Không ai có thể làm tốt vị trí này như ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta sẽ không để cho ngươi chết. Bọn ta sẽ hồi sinh ngươi dậy với một cơ thể mới. Gì thế này? Wow, nhìn kìa, tên con người dị hợm giúp đỡ chúng ta đã biến đổi rồi. Hắn trở nên to lớn, kinh dị hơn. Cậu ấy đã biến thành một quái vật người Junomaly. Nhiệm vụ của cậu là tiếp tục bảo vệ tất cả những động vật ở hành tinh xanh này. Hay quá. Được rồi, vậy thì tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Thế là tôi nhờ sự thay đổi 180 độ cũng đã được những sinh vật Junomaly kỳ quái biến đổi cơ thể của mình thành quái vật người Junomaly. Tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình đi khắp mọi nơi cứu giúp những sinh vật vô tội đang bị ức hiếp, đang bị bắt và làm thịt. Tôi đi khắp mọi nơi và giúp đỡ được rất nhiều loài: loài rắn, loài hổ, loài cá sấu, cá mập, vân vân. Nhưng cho tới một ngày, tôi vô tình đi qua một thung lũng chết. Tại nơi đây bốc ra một mùi xác chết vô cùng hôi thối. Di chuyển tới một cái hố, tôi nhìn thấy toàn là xác động vật. Tiếng gì vậy? Hình như không phải là tiếng con người mà là tiếng của một loài dữ tợn nào đó. Chết tiệt, thứ gì thế này? Nhìn kìa tụi bay, có thứ gì đó động đậy tiến vào hang của chúng ta. Mau tiến lên xé xác nó đi. Mẹ kiếp, rốt cuộc chúng mày là loài gì? Tại sao chúng mày lại bắt và ăn thịt rất nhiều động vật vô tội thế này? Cái gì mà vô tội chứ? Bọn ta là loài quỷ dưới lòng đất. Bọn ta bị giam cầm dưới đó mấy ngàn năm. Hôm nay thoát khỏi lòng đất, bọn ta phải ăn cho thật đó. Còn ngươi
người nữa hãy chịu chết, chui vào bụng bọn ta đi. Lũ quỷ khốn kiếp này, các ngươi to gan đụng tới những sinh vật vô tội tại thế giới này. Các ngươi giết bọn chúng, nợ máu phải trả bằng máu. Chết hết đi, lũ chết tiệt. Bạn kiếm, ngươi to gan dám giết bọn ta, chú quỷ sẽ không tha cho ngươi. Câm mồm và xuống địa ngục đi. Chú quỷ à, hắn xuất hiện trên đời này, ta sẽ đối đầu với hắn để bảo vệ muôn lời.